Chào bà con, chào các bác. Hôm nay làm thêm một video nữa để giới thiệu về cập nhật hình ảnh cây thông đỏ. Vừa rồi cũng đã làm một vài video về cây thông đỏ này rồi, và cũng đã bán đơn vị em cũng đã bán khá nhiều và cung cấp rất là nhiều cho các bác. Vừa rồi thì cũng đã bán hết cái lô cây nhỏ, loại cây nhỏ hơn một chút, thì đã bán hết mất rồi. Rất là nhiều bác hỏi. Và video trước cũng đã cập nhật hình ảnh ở tại cái trại giống của một bác khách thì đã mua số lượng rất là nhiều để trồng và phát triển. Số lượng cây nhỏ thì năm nay thì cũng đã bán hết mất, và cái số lượng cây lớn khoảng từ 50 đến 60 cm thì cũng đã nhập chọn lọc để cung cấp hết cho các bác bán lẻ, nhỏ lẻ các tỉnh thành trên khắp cả nước. Thì hiện nay thì còn lại một số ít đây thôi, nhưng mà hôm nay là một video ngắn thôi giới thiệu cho bà con. Cái lô ở đây thì nó chiều cao nó rơi từ khoảng từ 30-40 cm, nhỏ cái lô 50-60 cm một chút, và cái giá thành của nó thì nó cũng ổn hơn cái cây 50-60 cm. Cái này chiều cao nó rơi khoảng 30 cm, 20-10, khoảng 30 cm. Hầu hết các cây ở đây thì chiều cao nó thấp hơn một chút thôi, còn cây đều phải đẹp hết. Thì thông đỏ thì hiện nay là một cái loại cây cực kỳ quý hiếm, thì ở những video trước thì em đã nhấn mạnh về cái loại cây này rồi, là một cây quý hiếm và mọi hình thức khai thác những cái cây lớn hiện nay là không được phép nữa rồi, đều là vi phạm pháp luật và cũng không thể khai thác được. Tuy nhiên thì cái việc trồng nhân giống để mà trồng thì nó cực kỳ được ủng hộ, nhà nước cực kỳ ủng hộ, và mọi người có thể biết đến cái thông đỏ, nó là một cái cây khai thác gỗ có giá trị cực kỳ cao, ngoài ra khai thác tinh dầu nữa, và thậm chí cái lá và cái vỏ của nó cũng được chiết xuất để điều chế và làm những bài thuốc, những vị thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, chiết xuất thành những cái viên thuốc. Cái lá và vỏ nó như vậy là được chiết xuất, người ta sẽ chiết xuất từ cái lá này ra và cái vỏ này ra để làm cái một trong những thành phần hỗ trợ điều trị ung thư cực kỳ tốt. Và còn về cái tinh dầu của nó thì không phải bàn cãi rồi, tinh dầu nó được sử dụng để làm rất nhiều các nước hoa, cũng như là nhiều các đồ khác nhau. Thì mọi người có thể thường thì mọi người thường biết đến với cái tinh dầu thông đỏ, thì bên Hàn Quốc người ta phát triển cái cây thông đỏ cũng như là cái tinh dầu thông đỏ này là cực kỳ mạnh, rất là mạnh luôn. Ở Việt Nam chúng ta thì cái nguồn nguyên liệu cũng như là nguồn để mà khai thác ấy thì không có nhiều, nên là chúng ta chưa thể nào đánh mạnh được vào cái mảng những cái về liên quan đến thông đỏ này. Tuy nhiên thì đơn vị chúng em đang nhân giống một cái số lượng mỗi năm thì cũng không thể làm nhân giống nhiều được, bởi vì không có đủ hạt giống để nhân giống, và thậm chí là cái cây thông đỏ này rất khó để nhân giống, ủ rất là lâu, và tỷ lệ nhân giống thành công thì nó rất là ít, hàng năm chỉ làm được số lượng ít thôi. Hôm nay cập nhật hình ảnh cây với cái kích thước khoảng từ 30-40 cm, giá nó ổn định hơn một chút để mà cập nhật cho các bác và bà con tiếp nhận được cái thông tin. Và đối với những loại cây nhỏ hơn và cái vụ mùa mới thì bà con và các bác phải đợi đến nửa khoảng đến giữa năm sau, năm 2024 thì mới có thể có cái vụ mùa tiếp theo để cung cấp cho tất cả bà con và các bác được. Thì ở những video trước em đã quay cho các bác là rất là nhiều, em làm cũng là được cái số lượng nhiều, tuy nhiên là bán nhỏ lẻ thì cũng đã bán nhỏ lẻ cũng khá nhiều rồi, và vừa rồi thì có một bác nữa, một vài bác thì lấy cái số lượng lớn thì cũng không còn nhiều nữa. Thì anh các chị và bà con ai có nhu cầu muốn trồng và phát triển cây giống thông đỏ này, một trong những loại cây cực kỳ quý hiếm hiện nay, thì liên hệ trực tiếp với em Hải, số lượng còn nhiều đâu, đủ cung cấp cho bán lẻ thôi, nếu mà bây giờ số lượng lớn thì cũng không có nữa. Thì cũng như mọi nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em Hải, số điện thoại 0397 928 951, em đính kèm ở bên dưới video. Đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ kênh của em ngày một phát triển hơn nữa. Nhiều con và các bác ở khắp mọi miền tổ quốc đã biết đến trung tâm cây giống Tam Đảo, một trong những trung tâm cây giống hàng đầu tại Tam Đảo cũng như là miền Bắc nước ta. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.